thưa quý vị và các bạn cổ nhân có nói những người được xưng là chí sĩ hào kiệt đều có thể nhẫn được những việc mà người bình thường khó nhẫn và khoan dung được cả những việc mà người thường khó lòng chịu đựng bởi vậy họ có thể đối mặt với những chuyện lớn lao mà không kinh không hoảng một người bình thường khi đối mặt với những biến cố lớn trong cuộc đời thông thường sẽ chịu sự đã kích lớn mà khó lòng vượt qua bởi vì nội tâm của một người thông thường là yếu ớt một người khi lâm nguy mà có thể làm được không sợ là điều không dễ dàng. Làm được chịu nhục mà không giận thì lại càng khó khăn hơn. Bởi vì khả năng chịu đựng của nội tâm một người là do tâm tính cao thấp của người ấy quyết định. Một người muốn có được nhiều thành tựu trong cuộc đời thì phải ở trong các loại khảo nghiệm, đủ loại hấp dẫn, thậm chí là phỉ bán, mà không ngừng tu tâm dưỡng tính, như thế người ấy mới có thể từng bước mở rộng được tâm lượng và nâng cao được khả năng chịu đựng của bản thân mình đó chính là khí tiết nhân sinh hào kiệt khi nói đến khí tiết của con người chúng ta thường đề cập tới bát khí tám khí tiết đó là cốt khí đại khí hào khí linh khí hòa khí và còn có một chút ngạo khí bát khí một người mạnh mẽ tự sống biển thì đó chính là bậc hào kiệt người biết giữ khí tiết dù chết mà vẫn như còn sống người thất tiết tuy sống mà như đã chết thứ nhất chí khí hay ý chí trong tiêu diêu du trang tử có nói, yến tức an tri hồng học chi chí, nghĩa là chim sẽ làm sao biết được chí lớn của thiên Nga. Chí khí của thiên Nga vượt xa ngàn vạn dặm, đâu thể cố chấp mãi ở những nhánh cây. Người không có chí thì không thể đứng vững. Nước không có nguồn nước không thể chảy. Người lập chí lớn sẽ vì nó mà nỗ lực, tiền đồ sẽ phát triển không ngừng. Người lập chí nhỏ cũng cần chăm chỉ cố gắng, tạo nên sự khác biệt. Người không có chí thì sẽ không đạt được gì cả tô đông pha từng nói phát phấn thức biến thiên hạ tự lập chí đọc tẩn nhân gian thư ý rằng ham muốn được biết các chữ trong thiên hạ quyết tâm đọc hết những cuốn sách trong nhân gian cuối cùng ông đã trở thành một đại văn hào của cả một thời đại thứ hai chính khí sự cương trực mạnh tử trong công tôn sửu có viết rằng ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí kỳ vi khí giả chí đại chí cương dĩ trực dưỡng nhi vô hại tắc tắc vu thiên địa chi gian ý rằng ta khéo nuôi dưỡng cái tinh thần cương trực. Đó là khí hạo nhiên vĩ đại nhất. Cứng mạnh nhất, luôn đứng thẳng mà vô hại, lấp đầy trong trời đất. Ông nói với mọi người rằng, tính tình cương trực, chính nghĩa, nhân nghĩa và đạo đức khi hợp lại, có thể lấp đầy khắp trời và đất, được thể hiện qua hành vi, khiến ma quỷ phải nể sợ mà tránh xa. Khí hạo nhiên là thứ quan minh chính đại nhất, mạnh mẽ vững vàng nhất, dùng liêm chính để bồi dưỡng thì không bị hao mất có thể hiên ngang giữa trời đất khí hạo nhiên là thứ tương kết cùng nghĩa và đạo nếu đánh mất đạo nghĩa khí hạo nhiên cũng sẽ biến mất theo khí hạo nhiên được bồi dưỡng thành nhờ vào thực hành đạo nghĩa bền bỉ không phải hành nghĩa ngẫu nhiên nhất thời mà thành tựu được dưỡng thành không dễ nhưng phá hoại lại rất dễ dàng chỉ cần tâm bất chính là không còn gì hết con người phải có đủ khí tiết cương trực nhân hậu mới có thể đảm đương việc đạo nghĩa hoàn thành được sứ mệnh đặc biệt đối với đất nước với xã hội. Triều đại nhà Tống, anh hùng dân tộc Văn Thiên Tường lúc ở trong ngục đã viết nên chính khí ca, thiên địa hữu chính khí. Tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hài nhạc, thượng tắc vi nhật tinh. Vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh. Tạm dịch, trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời, đầy rẫy cả vũ trụ, khí hạo nhiên của người ông khẳng khái bước qua gian nan lưu danh thiên cổ thứ ba cốt khí sự bất khuất mạnh tử trong đằng văn công hạ đã viết phú quý bất năng dâm bần tiện bất năng di quy vũ bất năng khuất tức giàu sang mà không hoang dâm nghèo hèn mà không đổi chí khí gặp quyền thế không chịu khuất phục đấy gọi là cốt khí người cốt khí mạnh mẽ thì không gì có thể cản được người không có cốt khí thì không được an yên nhân bất khả hữu ngạo khí đảng bất khả vô cốt khí, làm người không nên có ngạo khí, nhưng không thể không có cốt khí. Cốt khí là không dao động trước thanh sắc, lòng trống rỗng như hang sâu bộc lộ một cách tự nhiên. Rất khó để người ta nhìn thấy được, sờ mó được, là sự miêu tả chân thực cách nói người không thể phán đoán qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để lương. Người có cốt khí chỉ biết khiến người khác cảm thấy gần gũi, cảm thấy ấm áp, cảm thấy sức mạnh và sự tôn nghiêm, còn kẻ có ngạo khí lại khiến người khác lánh xa khó tiếp nhận kính nhi viễn chi hoặc ẩn nấp để tránh khiến người ta cảm thấy bị đè nén khó chịu cốt khí là sự tồn tại sau khi tổng hợp một loại khí chất một loại phong độ một loại nhân cách một loại tu dưỡng một loại tri thức và đạo đức là cảnh giới với thứ bậc rất cao của nhân tính người có cốt khí đến cuối đời vẫn giữ được chính trực lương thiện và tự tin vu khiêm là một công thần của triều đại nhà minh trong sự kiện thổ mộc chi biến muốn đảo ngược tình thế, nhưng ông đã bị hãm hại và chết oan. Tác phẩm Thạch Hôi Ngâm của ông khẳng khái viết rằng, tan xương nát thịt ta không sợ, chỉ mong giữ được sự trong sạch tại nhân gian, đã làm trời đất cảm động. Thứ bốn, đại khí, sự rộng lượng. Tuân tử có câu, không leo lên núi, sao biết núi cao, không xuống sông sâu, sao biết đất dày. Người đại khí tất biết trời cao đất dày. Dáng vẻ của họ uy nghi như núi cao, bụng dạ họ có thể chứa cả dòng sông lớn nó không chỉ có thể hấp thụ từng hạt bụi nhỏ trên mặt đất mà còn tải được cả vạn dòng suối nhỏ khắp nhân gian đại khí phản ánh chiều sâu của thế giới nội tâm con người là phong thái thái độ khí độ của một người và là biểu hiện của một phẩm chất toàn diện người đại khí ví dụ như phật di lặc có cái bụng lớn có thể chứa cả thế gian hay cổ ngữ có câu cái tráng của tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa cái bụng của tể tướng rộng đến mức có thể treo thuyền, ý chỉ tấm lòng rộng mở, độ lượng, có thể bao dung tất thảy những việc khó bao dung của thiên hạ. Nhờ đó phước báo tự nhiên sẽ đến. Bởi vậy, khắp cơ thể họ từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài đều toát ra một chất đại khí, dám làm dám chịu, không bị lẫn lộn, làm người cởi mở hào sản, hành vi hào phóng, khiến người khác kính nể. Thứ năm, hào khí, khí khái anh hùng người hào khí là người có tính cách cởi mở tâm tình vui vẻ là người chân chất hào sản lạc quan thường không câu nệ tiểu tiết như hạng vũ lý bạch tô thức giá hiên và các anh hùng hào kiệt khác họ có thể đối mặt với cuộc sống cầm lên được bỏ xuống được cho dù trải qua bao trắc trở cũng sẽ không nhục chí mà tiếp tục dũng cảm bước về phía trước tô đông pha viết như sau người được xưng là chí sĩ hào kiệt nhất định đều có tiết tháo hơn người còn có thể bao dung được những điều mà một người bình thường không thể chịu đựng được kẻ hữu dũng vô mưu khi bị nhục sẽ tuốt kiếm tranh đấu người như vậy không được gọi là dũng sĩ người chân chính có khí phách hào kiệt trong thiên hạ thình lình gặp những việc bất thường cũng không kinh hoảng vô cớ bị người khác vũ nhục cũng không phẫn nộ làm được điều ấy là bởi vì trong lòng của họ có hoài bão to lớn có chí hướng phi thường cao xa thứ sáu linh khí sự thông hiểu con người đứng đầu trong sinh linh vạn vật linh khí rất mạnh mà linh khí thật sự chính là một loại khí chất thông thấu có thể cảm nhận qua trực giác một người mà tâm trí có thể đạt đến cảnh giới minh tâm kiến tính hiểu rõ cái tâm của mình thông hiểu vạn vật thì sẽ có linh khí dồi dào bất tận có thể thấy điều người khác không thấy có thể nghĩ được điều mà người khác chưa nghĩ đến biết được những điều mà người khác còn không biết linh khí hiện diện ở khắp nơi đối với việc thì thấu tình đạt lý đối với người thì tâm đầu hợp ý thứ bảy hòa khí thái độ ôn hòa lão tử nói vạn vật phụ âm nhĩ bảo dương xung khí dĩ vi hòa ý rằng vạn vật đều có phần âm phần dương nên phân bổ đồng đều khổng tử nói lễ chi dụng hòa vi quý ý rằng dùng lễ nghĩa thì hòa là quý nếu nội tâm của một người được tôi luyện đến một cảnh giới nhất định thì sẽ thường xuyên bảo trì được tâm thái bình tĩnh và tường hòa khi đối mặt với sự tình bất thường đột nhiên xảy đến hay khi bị lâm nguy họ cũng sẽ không sợ hãi có thể trấn định được cái tâm của mình người mà trong lòng quang minh lỗi lạc trong sáng ngời ngời thì cho dù bị hãm hại vu khống cũng không tức giận ngược lại người ấy vẫn có thể giữ được tâm thái thản nhiên mà đối đãi một người nếu có được định lực thâm hậu như vậy thì tâm tính của họ đã phải được tôi luyện trong một thời gian lâu dài. Cổ ngữ nói, ngắm núi cao giải bận lòng, gặp biển rộng ngộ bao dung. Cho dù là gió trích kêu gào hay mưa rơi bão tuyết thì núi cao vẫn sừng sững bất động. Gió to bất quá chỉ có thể thổi chết cỏ cây, nhưng không cách nào có thể làm lay chuyển được núi. Một người có tâm vững như núi cao, tín niệm vững như bàn thạch thì hết thảy những sự tình trong thế tục, những phỉ bán, thảm hại đều sẽ trở nên nhỏ bé như cơn gió nhẹ mà thôi làm sao có thể khiến người ấy ngã được thứ tám ngạo khí sự tự tôn sống trên đời này không thể chỉ mãi nhẫn nhịn cầu toàn mà khi cần thì phải lên tiếng chứ không thể trở thành khúc gỗ mục được bởi vậy khi đối mặt với sự đe dọa từ hoàng thân quốc thích lý bạch dám hét to rằng dễ đâu cúi đầu không lưng trước quyền quý khiến ta chẳng được mặt mày vui khi đối mặt với mối đe dọa của cái chết, Văn Thiên Tường kiêu ngạo nói rằng, nhân sinh từ xưa đến nay ai mà không chết, ta chỉ muốn lưu giữ trái tim yêu nước, trong sạch, soi sáng sự sách. Ngay cả những nữ nhi như Lý Thanh Chiếu, cũng đã dùng câu sinh ra là hào kiệt, chết đi cũng phải là ma anh hùng, ngày nay vẫn nhớ hạng vũ, kiên quyết không qua giang đông, để bày tỏ tấm lòng yêu nước của mình, một tấm lòng tráng sĩ bi tráng. Ngạo khí như vậy tự nhiên khiến người khác phải khâm phục ngưỡng mộ trong luận ngữ khổng tử viết trí giả nhạc thủy nhân giả nhạc sơn người trí thì yêu thích nước người nhân từ thì yêu thích núi người nhân từ hiểu nghĩa lý khoan dung và không dễ dàng bị kích động tính tình họ tĩnh lặng tự như sự bất động của núi cao người yêu thích núi cao sẽ muốn được ngắm núi lên núi ở trên núi cao mà trông về phía xa phóng tầm mắt ra xa mới thấy mọi sự nơi thế gian thật nhỏ bé họ cũng có thể tự thể nghiệm được sự rộng lớn của vũ trụ và tạo hóa của thiên nhiên từ đó bỏ đi những phiền muộn và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống từng bước hoàn thiện nhân cách nâng cao tâm tính của bản thân mình bác khí của nhân sinh không dễ mà tu được người ta vẫn thường nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đây thực sự là những chuyện trọng đại trên đời nếu tu thân không thể kiên trì bền bỉ thì nói gì đến việc tề gia càng làm sao có thể bàn đến trị quốc bình thiên hạ. Bậc hào kiệt, lấy bác khí để truyền đi những đức điều tốt đẹp và thức tỉnh lòng người. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.